Chào cô chú và các bạn, hôm nay cùng đi chợ với mình để mua một món ăn về nấu cho gia đình ăn cuối tuần. Món ăn này rất là đơn giản, không có cần phải lo nhiều lắm đâu. Mình cũng có thể làm hay ông xã làm cũng được luôn. Một món ăn mà phải nói đến, ai cũng thích hết. Như vậy là món gì đây? Nghe sao hấp dẫn quá. Thôi thì cùng nhau đi chợ rồi mình nói tiếp nha. Mình sẽ đi chợ Safeway, còn nếu như các bạn thích thì cũng có thể đi Costco. Đến đây trời mưa nè, cây lá rụng, hoa nở đẹp lắm. Khi vào Safeway rồi thì mình sẽ lúc nào đi ngang cái tiệm Starbucks để vào đó xin xác cà phê về rải khu vườn. Xin được rồi, hai bịch luôn. Món ăn này thì mình có thể ăn với bánh mì baguette. Mình cũng có thể dùng bánh mì baguette để làm bánh mì tỏi. Safeway thì một ngày người ta làm nóng lắm 2-3 lần luôn. Mỗi một ổ là 2,50 đồng. Có loại thường và loại chua. Sẵn đây mua cái loại bánh mì này nè, mình ăn ngon lắm. Nói về bơ, đây là một loại bơ rất là ngon. Mình chét bánh mì ăn là bá cháy. Còn nói qua một loại bơ nữa thì mình cũng có thể dùng loại này để mà mình chét thịt. Nói về thịt, đây là một loại thịt mà mình phải mua palm, beef, ribeye, steak, boneless hay là có xương, USDA. Nếu mà mình làm steak á, thì mình không có cần phải có xương. Còn mình nướng trong cái oven thì có xương vẫn ngon hơn. Đây là cái lò để mà mình nướng. Khi mở lò ra thì mình chỉ để có một cái dĩ thôi mà mình để ở chính giữa. Cái lò của mình là có 7 ngăn thì mình để vào cái ngăn thứ tư. Rồi sau đó mình cũng cần một cái dĩ nữa để mà mình để sẵn một lát mình để cục thịt vào đó nướng. Bây giờ mình sẽ nói đơn sơ để cho các bạn ha. Thứ nhất là mình phải dùng cái bếp với cái độ là 250 độ F. Mỗi một pao thịt là 1 tiếng. Hôm nay mình sẽ nướng cục thịt là 4 pao. Như vậy là cục thịt này mình sẽ nướng cái độ đầu tiên là 250 độ F, 1 tiếng. Sau đó mình sẽ lấy cục thịt ra, để ở ngoài, nghỉ 45 phút. Rồi mình mới chỉnh lại cái lò là 500 độ F, cho cục thịt đó vào, nướng thêm 15 phút nữa. Lấy cục thịt ra, ăn là bá cháy. Một lát mình sẽ nhắc lại nha. Bây giờ mình nói như vậy để cho các bạn hiểu được là cục thịt mình sẽ nướng 2 lần, mỗi lần khác độ với nhau. Bây giờ cục thịt nếu mình mua về hôm qua thì mình lấy ra để ở ngoài cho nó nghỉ khoảng 2-3 tiếng không còn lạnh thì mình ướp thịt rồi cho đi nướng. Còn nếu như mình mua cục thịt về nướng liền thì không cần phải để cho thịt nguội. Xin lỗi, là thịt nghỉ ở ngoài. Còn đây là một cái loại seasoning mà mình mua về để ướp thịt, đó là Montreal Steak Seasoning. Mình sẽ rải cái gia vị này lên hết nguyên cục thịt luôn. Mình sẽ lấy cái tay xoa và ấn nhẹ vào. Nếu nói bao nhiêu mới đủ, bao nhiêu cũng được hết. Các bạn đừng có lo, miễn thấy nó đủ cho cái bề ngoài của cái cục thịt là được rồi. Bởi vì khi mình cắt cục thịt này ra ăn, ở trong không có thấm gia vị mặn, chỉ có cái mặn ở ngoài, cho nên nó ngon lắm. Gia vị này các bạn cũng có thể dùng nướng thịt heo, thịt bò, thịt gà và sườn, ngon lắm. Rồi, bây giờ nói về cách nướng thịt. Mình nói lại một lần nha. Mỗi một cục thịt tùy theo là bao nhiêu pound. Nếu như các bạn nướng 10 pound là phải nướng 10 tiếng đó. Nhưng hôm nay thì mình chỉ dùng có 4 pound mà thôi. Một lát nữa các bạn sẽ thấy được mình cắt cục thịt ra, nướng 1 tiếng thì nó sẽ như thế nào. Nếu như các bạn muốn nó chín hơn một chút thì cứ mỗi 1 pound thì các bạn có thể tăng lên thêm 15 phút. Đó là cho mấy bà ăn, chứ còn bảo đảm mấy ông chỉ cần nướng 1 tiếng là thích rồi. Ướp thịt ngon lắm. Ăn một lần thì sẽ muốn mình ăn nhiều lần hơn. Mỗi khi nướng những cục thịt như thế này thì chỉ có vào lễ Easter cũng sắp tới rồi. Đến mùa hè hoặc là lễ nè, Thanksgiving, Christmas, New Year hay ngày lễ Mother's Day, tiết kiệm thời gian, nấu nướng ở nhà, ăn uống với gia đình, trò chuyện thì vui lắm. Còn ăn thì mình có thể ăn như là mashed potato, salad. Mình ăn như thế nào cũng được hết, ngon là được rồi.
Như vậy là cục thịt này mình đã nướng được 4 tiếng rồi. Mình lấy ra nha, rồi mình mới chét bơ lên trên cái cục thịt. Sau đó rồi thì mình mới lấy cái giấy phôi, mình bọc cục thịt lại hết cho thật là kỹ, để cho cục thịt được nghỉ ở ngoài 45 phút tới 1 tiếng nha. Sau đó rồi mình mới dặn cái lò lên là 500 độ ép. Lấy cái giấy phôi ra, không có để giấy phôi nha. Rồi để cục thịt vào trong cái lò nướng thêm 15 phút nữa. Mình lấy thịt ra, như vậy là được rồi. Cục thịt sẽ rất là ngon luôn. Bây giờ các bạn xem nè, cục thịt mình lấy ra nó sẽ như thế nào. Đây là một cái thí dụ. Rồi, nếu mình có tôm hùm thì mình phải làm như thế nào? Mình bắt nước cho thật là sôi. Sau đó, mình sẽ bỏ tôm hùm vào đây luộc là 10 phút. Sau đó thì mình lấy tôm hùm ra. Rồi, bây giờ mình sẽ nấu bơ như thế nào? Nhiều hay ít là tùy theo gia đình. Bây giờ căn bản là mình sẽ dùng 2 ổ bánh mì thì mình sẽ dùng 2 viên bơ. Còn tỏi thì cũng vậy thôi, mình cho vào đây là 2 muỗng canh hay là 4 muỗng canh cũng được. Mình xay tỏi rồi đó, còn dư mình bỏ vào cái hũ, cho dầu ô liu vào, để vào tủ lạnh. Khi mình cần nấu bất cứ thức ăn gì thì mình lấy ra, tỏi của mình không có bị hư. Bây giờ mình đã nấu tỏi với bơ rồi nè, nấu cho nó tan là được rồi. Bây giờ bánh mì thì một ổ mình cắt ra làm nhiều khúc, rồi mình cắt lại làm 2. Sau đó thì mình sẽ lấy cái bơ với tỏi mà mình mới nấu đó, chét lên, nhiều hay ít là tùy mình thôi. Sau đó thì mình có thể cho vào cái lò nướng hồi nãy mà mình nướng thịt còn cái hơi nóng đó, mình cho vào nha, không có dặn lò. Còn nếu như mà mình nướng trên cái air fry thì mình sẽ dặn là 350 độ ép. Khi cái lò nó đã nóng rồi thì mình cho bánh mì vào, đậy lại khoảng 2 phút lấy ra là được rồi. Đây là cục thịt mà mình đã nướng với cái độ là 500 độ F. Thời gian nướng chỉ có 15 phút lấy ra. Như vậy là các bạn thấy được mình nướng cục thịt như thế nào. Đó, các bà có ăn được không? Nếu không thì các ông làm ơn cho vào cái máy air fry đi, nướng 10 phút cũng được rồi. Mình nghĩ 5 phút là được rồi, đừng lâu quá. Còn không thì cứ nướng như lúc đầu mình chia sẻ: bánh mì, thịt bò, tôm hùm, salad, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Nhìn quá là hấp dẫn luôn nè, ai nấy đều đói bụng. Ngon lắm. Một món ăn cuối tuần cho gia đình vui vẻ uống rượu ngoài thì phải nói quá là tuyệt vời. Nhìn cái dĩa này, cô chú và các bạn có thấy thèm không? Nếu thèm thì cuối tuần hãy nấu cho gia đình ăn nha. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau nụ cười. Đây là một mảnh đất sau lưng nhà của mình đó. Ngày xưa là người ta trồng tỏi, bây giờ không có trồng tỏi nữa rồi. Không biết người ta sẽ làm gì cái mảnh đất này, nhưng hiện bây giờ là vàng, đẹp lắm, tuyệt vời luôn. Ông xã lấy cái máy kem ra quay lúc khi trời không có mưa, đẹp lắm. Còn nhìn xa xa, nếu các bạn thấy có những căn nhà trắng trắng, đó là cái chỗ mà người ta trồng hoa. Năm nào cũng vậy, tới tháng 5 là cái tháng mà hoa nở rực rỡ. Sau đó mình đến đó quay phim, chụp hình, ngồi ăn, không có trả tiền, đẹp lắm. Hôm nào có hoa rồi mình sẽ đến đó.